Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1061 đáng sợ quá. Ông Lương cúi đầu trợn mắt nhìn ngực mình bị thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm xuyên qua, miệng chảy ra máu. Có thế nào ông ta cũng không dám tin mình là cường giả cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao? Thế mà lại bị một thằng nhóc xanh đánh bại. Soạt, Tiêu Chính Văn rút thanh giáo dài liệt long màu đỏ ra khỏi ngực ông Lương, trên đó dính đầy máu. Sau đó ông Lương ngã xuống đất, cúi đầu xuống, mái tóc bạc phất phơ bay trong gió. Lúc này cả quảng trường trông rất sơ sát, hỗn loạn cứ như vừa xảy ra một trận nổ, không có một khu vực nào còn nguyên vẹn. Những người bị trận chiến vừa rồi đánh bay xung quanh đó cũng hoảng loạn bò dậy, thậm chí có người còn bị thương. Nhưng lúc này thấy cảnh tượng ở đó, họ cũng sợ hãi. Đáng sợ quá! Khủng khiếp thật! Sức phá hủy này quả thật không phải là người. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn ông Lương nằm dưới đất, lạnh lùng nói, thiên vương địa cấp 3 sao mà chỉ có như thế thôi à? Lúc này hơi thở của ông Lương rất yếu, cười khẩy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn nói, nhóc con, là do tôi khinh suất, không ngờ cậu lại là vua Bắc Lương. Nghe thế Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, ông nhận ra tôi ư? Ông Lương gượng cười nhìn thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn nói, không hổ là vua Bắc Lương, hễ đánh là thắng, hôm nay là số kiếp của tôi, nhưng Tiêu Chính Văn, đừng nghĩ giết tôi rồi thì cậu có thể ra tay với nhà Đông Phương còn mạnh hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Mặc dù tôi là trợ thủ mạnh nhất nhánh chính nhà họ Đông Phương, nhưng gia tộc Đông Phương còn có 5 trợ thủ lớn mạnh hơn. Càng đừng nói đến trong gia tộc Đông Phương còn một người đã đạt tới cảnh giới thiên thần, cậu sẽ chết thê thảm hơn cả tôi đấy. Nói đến đây, ông Lương cười gượng sau đó nôn ra vài ngụm máu rồi nghiêng đầu ngã xuống đất, hoàn toàn mất ý thức. Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt u ám nhìn thi thể ông Lương nằm trong vũng máu, rơi vào trầm tư. Câu nói cuối cùng vừa rồi của ông Lương đã tiết lộ trong gia tộc Đông Phương còn một cường giả thiên thần. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng chốc bao quanh lấy người Tiêu Chính Văn. Cường giả thiên thần. Quả thật là cường giả vượt thời đại. Là cường giả đứng sừng sững trên nguyên tắc của thế giới này. Trong khi Tiêu Chính Văn rơi vào trầm tư, Khương Vi Nhan khóc như mưa chạy đến. Cô nhào thẳng vào lòng Tiêu Chính Văn, vừa khóc vừa nói, chồng ơi, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu xoa mặt Khương Vi Nhan nói, anh không sao, đi thôi, chúng ta về nhà. Vâng. Khương Vi Nhan gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi nơi này trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Ngay lúc Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi, vài chiếc xe quân sự lập tức chạy đến, từng binh sĩ được trang bị vũ trang nhảy xuống xe phong tỏa hiện trường. Ôn Bất Lâm cất bước đến chính giữa quảng trường, cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm không đành lòng này. Lúc này, nằm dưới đất một là cậu chủ nhánh chính nhà họ Đông Phương, một là cường giả cấp bậc thiên vương. Đau đầu thật chứ? Chương 1062 chủ soái, mời nói. Phong tỏa hiện trường, không ai được để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Ai dám để lộ thì sẽ bị bắt ngay. Ôn Bất Lâm uy nghiêm nói. Phó tướng bên cạnh cũng đáp, sau đó lập tức đi ra lệnh cho cấp dưới. Tất cả những người vây xem đều bị dẫn đến quân khu tiến hành xử lý một số việc còn lại. Ôn Bất Lâm cũng nhanh chóng đến biệt thự, kính cẩn đứng trong phòng khách. Tiêu Chính Văn vừa dỗ Khương Vi Nhan ngủ xong mới đi từ tầng 2 xuống. Nhìn thấy Ôn Bất Lâm đứng trong phòng khách, anh thuận tiện hỏi, xử lý sạch sẽ hết rồi chứ? Ôn Bất Lâm hơi cúi người nói, chủ soái Tiêu, tôi đã giải quyết xong rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu tỏ ý Ôn Bất Lâm ngồi xuống, sau đó còn rót cho ông ấy tách trà cười nói, sau này ông đừng gọi tôi là chủ soái Tiêu nữa, tôi đã không còn là chủ soái nữa rồi, giờ chỉ là một dân thường thôi. Nghe thế Ôn Bất Lâm đứng bật dậy nói, không, chủ soái. Trong lòng tôi cậu mãi mãi là đại nguyên soái của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu nói, ngồi xuống đi, ông giúp tôi chuyện này. Chủ soái, mời nói, Ôn Bất Lâm lại ngồi xuống. Trong thời gian này, ông sắp xếp vài người canh gác ở biệt thự và quanh công ty, Tiêu Chính Văn nói. Ôn Bất Lâm gật đầu nói, thuộc hạ biết rồi, tôi đi làm ngay đây. Dứt lời, Ôn Bất Lâm đứng dậy nhanh chóng ra khỏi biệt thự. Còn Tiêu Chính Văn vẫn ngồi trong phòng khách, nhíu chặt mày nghĩ đến câu nói của ông Lương.
nhà họ Đông Phương vậy mà lại có cường giả thiên thần. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chính Văn lật mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục tiếp tục học hỏi. Anh cố gắng nâng cao thực lực của mình nhanh nhất có thể. Vì Tiêu Chính Văn cảm nhận được thế giới sắp xảy ra biến động, anh không còn nhiều thời gian nữa. Tối hôm đó ở Long Kinh, lúc này ông cụ nhánh chính nhà họ Đông Phương đang cực kỳ tức giận. Cả nhánh chính nhà họ Đông Phương cũng vô cùng phẫn nộ. Vì ngay lúc nãy, quân khu Giang Trung gửi hai thi thể đắp vải trắng đến. Một là Đông Phương Phong, một là ông Lương. Lúc này trong phòng khách, mẹ của Đông Phương Phong nằm bò dưới đất gào khóc đau đớn, ngạo hổ, ông phải báo thù cho con trai tôi, nó còn trẻ như thế sao lại chết ở Giang Trung, rốt cuộc là ai đã giết con trai chúng ta? Lúc này Đông Phương ngạo hổ đứng một bên, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận nhìn ông cụ đang ngồi trên ghế chủ vị nói, bố, Phong Nhi và ông Lương đều bị giết, đây là lời khiêu khích với nhánh chính nhà họ Đông Phương. Là mối thù nợ máu. Ông cụ ngồi trên ghế chủ vị cũng vô cùng phẫn nộ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dĩ nhiên cụ ta rất đau lòng. Cháu trai của tôi, dám giết cháu trai của Đông Phương Nguyên Hồng tôi thề không đội trời chung với cậu ta. Đông Phương Nguyên Hồng tức giận nghiến răng nói, tay siết chặt làm tay vịn gãy vụn. Sau đó cụ ta đứng dậy nói, đưa thi thể Phong Nhi và ông Lương đến chỗ gia tộc, tìm người của gia tộc đòi lại công bằng cho nhánh chính chúng ta. Nghe thế Đông Phương ngạo hổ sửng sốt hỏi, bố, phải đến chỗ gia tộc thật ạ? Đông Phương Nguyên Hồng sầm mặt, lạnh lùng nói, không đi thì chúng ta phải thế nào? Ngay cả ông Lương cũng đã chết, chúng ta còn cách nào để trừng trị tên điên đó nữa sao? Đông Phương ngạo hổ nghe vậy cũng xa sầm mặt mày. Sau đó một đám người hùng hổ khiêng thi thể Đông Phương Phong và ông Lương đến chỗ gia tộc Đông Phương. Đây là một sơn trang có diện tích mấy nghìn mét vuông. Lúc này trong sảnh lớn của sơn trang, Đông Phương Nguyên Hồng dẫn theo Đông Phương ngạo hổ, bên cạnh là hai thi thể đắp vải trắng. Xung quanh đều là các trưởng lão và những người quan trọng trong gia tộc Đông Phương. Đông Phương Nguyên Hồng, ông có ý gì đây? Một ông lão trong đó cau mày hỏi. Đông Phương Nguyên Hồng cúi người, quỳ gối nói, xin các vị trưởng lão gia tộc hãy làm chủ cho nhánh chính của tôi, làm chủ cho cháu trai tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1063 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc Đông Phương Nguyên Hồng quỳ gối thật sự khiến không ít trưởng lão trong gia tộc Đông Phương sững sờ. Bọn họ đều nhíu mày, nhìn Đông Phương Nguyên Hồng quỳ trên mặt đất. Lúc này, một ông lão từ bên cửa bước vào, đi đến trước mặt Đông Phương Nguyên Hồng, đỡ cụ ta đứng dậy, nói, Nguyên Hồng à, ông làm gì vậy? Mau đứng lên đi, có chuyện gì thì cứ để tôi giải quyết, gia tộc Đông Phương sẽ làm chủ cho ông. Nghe xong, Đông Phương Nguyên Hồng đứng dậy, mắt ngấn lệ, ra hiệu cho Đông Phương ngạo hổ vén tấm vải trắng lên, bộ dạng chết thê thảm của Đông Phương Phong và ông Lương lộ ra ngoài. Lúc này, toàn bộ trưởng lão nhà họ Đông Phương trong sảnh lớn và ông lão đang đứng trước mặt Đông Phương Nguyên Hồng vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Phong chết rồi sao? Điều đáng sợ hơn là ông Lương cũng đã chết. Đây là trợ thủ đắc lực nhất trong nhánh chính gia tộc Đông Phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Ông lão lạnh lùng hỏi. Cụ ta đương nhiên chính là gia chủ của gia tộc Đông Phương. Đông Phương Nguyên Hồng nói, bẩm gia chủ, mong ông hãy làm chủ cho nhánh chúng tôi. Cháu trai tôi chết thảm ở Giang Trung, cả ông Lương cũng bị chém giết tàn nhẫn. Gia chủ nhà họ Đông Phương nghe vậy liền nhíu mày nhìn hai thi thể trên mặt đất, sau đó vỗ vai Đông Phương Nguyên Hồng, nói, ông yên tâm, bất luận là ai, chỉ cần giết người trong nhà họ Đông Phương thì chính là kẻ thù của chúng ta. Tôi nhất định sẽ làm chủ cho nhánh các ông. Nói xong, gia chủ nhà họ Đông Phương quay người ngồi lên vị trí gia chủ, lạnh lùng liếc nhìn khắp sảnh lớn, nói, Nguyên Hồng đã luôn trợ giúp cho nhà họ Đông Phương nên đương nhiên tôi sẽ không làm ngơ chuyện này. Các vị trưởng lão, có ai sẵn sàng cùng Nguyên Hồng đến Giang Trung lấy lại uy danh của nhà họ Đông Phương chúng ta, bắt kẻ ác ôn kia phải đền tội không? Người có mặt ở đây đều là trưởng lão nhà họ Đông Phương. Lúc này, bọn họ lần lượt đứng lên, nói lớn. Thưa gia chủ, tôi sẵn sàng đi, bọn chúng dám giết người của nhánh gia tộc Đông Phương chúng ta thì nhất định phải tàn sát cả Giang Trung. Đúng,
Nhà họ Đông Phương chúng ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ. Ngay cả ông Lương cũng dám giết, người này đúng là mất hết lý trí rồi. Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác nhau. Thưa gia chủ, ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông Lương là cường giả thiên vương địa cấp 3 sao mà lại bị giết ở Giang Trung, từ đó cho thấy thực lực của kẻ địch không hề đơn giản. Đúng vậy, có thể giết chết cường giả thiên vương địa cấp 3 sao như ông Lương thì quả lực là quá phi thường. Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghe vậy, Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ lập tức quỳ xuống đất, gào lớn, xin gia chủ và các vị trưởng lão hay làm chủ cho nhánh nhà chúng tôi. Gia chủ nhà họ Đông Phương ngồi ở vị trí đứng đầu, liếc mắt suy nghĩ một lát rồi nói, mọi người nói đúng, cần phải trừng phạt kẻ đã giết người nhà họ Đông Phương chúng ta. Nhưng ngay cả cường giả thiên vương địa cấp 3 sao như ông Lương cũng bị giết ở Giang Trung, thì có thể thấy, kẻ ra tay với ông Lương quả thực là rất mạnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng. Nghe xong, mọi người bắt đầu thảo luận gay gắt. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng nhíu chặt mày lại. Từ trận chiến với vua Bắc Lương lần trước, mặc dù cụ ta đã bước vào hàng ngũ thiên vương, nhưng nếu so sánh với trợ thủ như ông Lương thì vẫn còn kém vài cảnh giới. Có thể giết được ông Lương, đủ để thấy người ra tay có thực lực rất mạnh. Nếu bọn họ đến đó, chẳng phải là tự đi tìm cái chết sao? Nguyên Hồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, gia chủ nhà họ Đông Phương hỏi. Đông Phương Nguyên Hồng cũng nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, cả sảnh lớn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía gia chủ nhà họ Đông Phương đang ngồi ở vị trí đứng đầu. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng nhíu mày, bất lực thở dài, nhìn Đông Phương Nguyên Hồng, nói, Nguyên Hồng à, ông có biết Phương Phong đã đắc tội với ai không? Đông Phương Nguyên Hồng sững sờ, lắc đầu nói, tôi không biết, lẽ nào đối phương có lai lịch đáng gờm? Gia chủ nhà họ Đông Phương gật đầu, cậu ta chính là vua Bắc Lương, cũng chính là đại nguyên soái Hoa Quốc được thiên tử cũ sắc phong trước khi qua đời, tên là Tiêu Chính Văn. Mặc dù bây giờ thiên tử mới lên kế vị, đã bí mật xóa bỏ thân phận đại nguyên soái và chủ soái Bắc Lương của cậu ta, nhưng chúng ta cũng không dễ động vào cậu ta đâu. Chương 1064 chính là vị vua Bắc Lương đó. Hơn nữa, bây giờ thiên tử mới đang có mâu thuẫn với bốn gia tộc lớn. Nếu chúng ta gây chuyện vào lúc này thì e rằng sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Không phải là gia chủ nhà họ Đông Phương sợ, mà là đang trong tình thế bắt buộc phải như vậy. Hiện nay, bốn gia tộc lớn đều đang thu mình lại, không dám xuất hiện. Dù sao thì vị thiên tử mới uy nghiêm cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ đói. Nghe thấy vậy, trong lòng Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ cảm thấy vô cùng nặng nề. Vua Bắc Lương. Chính là vị vua Bắc Lương đó. Sao lại như vậy chứ? Gia chủ, lẽ nào chuyện này bỏ qua như vậy sao? Phương Phong chết một cách vô ích ư? Đông Phương Nguyên Hồng bật khóc. Đám trưởng lão cũng im lặng. Gia chủ nhà họ Đông Phương nhíu mày nói, Nguyên Hồng à, Phương Phong sẽ không chết vô ích đâu. Chỉ là chuyện này cần phải có kế hoạch lâu dài. Bốn vị trợ thủ của gia tộc chúng ta đều đang bế quan. Bây giờ, trong gia tộc không có ai là đối thủ của vua Bắc Lương. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Thằng nhãi này thật sự phát triển quá nhanh. Nói đến đây, gia chủ nhà họ Đông Phương thầm thở dài. Cách đây không lâu, Tiêu Chính Văn trong mắt bọn họ vẫn là một con kiến, là một chủ soái cấp 6 sao. Vậy mà chưa đến nửa năm, Tiêu Chính Văn đã phát triển đến mức có thể giết chết thiên vương địa cấp 3 sao. Điều này thật khó có thể tưởng tượng nổi, thật quá quái dị. Chỉ có bốn vị trợ thủ kia mới có thể đối phó với Tiêu Chính Văn. Nghe thấy vậy, Đông Phương Nguyên Hồng cũng hiểu ra. Cụ ta lắc đầu, cười nói, được, tôi hiểu rồi. Nếu làm khó gia chủ nhà gia tộc thì tôi cũng không ép gia chủ nữa, Đông Phương Nguyên Hồng tôi sẽ tự xử lý. Nói xong, Đông Phương Nguyên Hồng quay người, bảo người làm khiêng thi thể Đông Phương Phong và ông Lương rời khỏi nhà họ Đông Phương. Nhìn bọn họ rời đi, gia chủ nhà họ Đông Phương cũng sa sầm mặt mũi. Những trưởng lão bên cạnh lần lượt lên tiếng, gia chủ, e là Đông Phương Nguyên Hồng sẽ có hành động bốc đồng. Gia chủ, chúng ta có nên ngăn bọn họ lại không? Hiện nay đang là thời khắc quan trọng. Gia chủ nhà họ Đông Phương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thôi bỏ đi, để ông ta tự mình xử lý.
Mọi người hãy chuẩn bị cho tốt, nếu Đông Phương Nguyên Hồng thua thì hãy thông báo với bên ngoài rằng nhánh nhà Đông Phương Nguyên Hồng đã không còn liên quan gì đến nhà họ Đông Phương chúng ta nữa. Rõ. Sau khi Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ rời khỏi gia tộc trở về biệt thự, bọn họ cũng vô cùng tức giận. Chết tiệt, đám lão già trong gia tộc thật sự sợ tên vua Bắc Lương không có chức vị đó sao? Đông Phương Nguyên Hồng giận dữ quát lớn, mặt đầy vẻ tức giận. Đông Phương Ngạo Hổ đứng bên cạnh, trầm ngâm hỏi, bố à, chúng ta phải làm gì bây giờ? Gia tộc không hề muốn ra mặt giúp chúng ta. Hừ. Đông Phương Nguyên Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, gia tộc không ra mặt thì chúng ta tự ra tay. Chỉ là một tên Tiêu Chính Văn thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Ngạo Hổ, con hãy lập tức triệu tập những tử sĩ mà chúng ta đã nuôi dưỡng. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Giang Trung, nhất định phải giết chết thằng nhãi Tiêu Chính Văn đó. Chương 1065, Hành động của Dược Vương Cốc. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến công ty. Vừa đến nơi, Khương Vi Nhan đã bắt đầu bận rộn. Tiêu Chính Văn không có việc gì để làm, nên anh chỉ ở trong văn phòng, nghịch điện thoại và xem tin tức quốc tế. Tuy nhiên, khi anh lướt xem bản tin quân sự quốc tế, lông mày của anh nhíu chặt lại, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Tại biên giới Bắc Lương, Liên quân 5 quốc gia với 200.000 người đã tập kết để tiến hành một cuộc diễn tập quân sự liên hợp. Phía sau, Hiệp hội cấp cao 9 nước do Mễ quốc đứng đầu còn gióng trống khua chiêng làm chỗ dựa cho bọn họ, thậm chí còn cử bộ đội không quân của mình đến tham gia cuộc diễn tập quân sự liên hợp. Nhìn thấy tin tức này, lông mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại. Trực giác nói cho anh biết, cuộc diễn tập quân sự của 5 quốc gia lần này chắc chắn không hề thuần túy và đơn giản như vậy. Rất có thể tin tức về việc anh từ trước đã bị dò dỉ. Cuộc diễn tập quân sự của 5 quốc gia thực chất là đang thăm dò Bắc Lương, thăm dò Long Kinh. Mà biện pháp của Long Kinh cũng rất đơn giản, đó là cử ra hơn 200.000 quân phá Long còn lại ở Bắc Lương để tiến hành diễn tập bắn đạn thật khẩn cấp. Xem đến đây, Tiêu Chính Văn lập tức lấy điện thoại di động ra, anh định gọi cho Long Nhất. Tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt, anh đã do dự. Anh đã không còn là vua Bắc Lương, nên không có tư cách đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào với quân lính Bắc Lương nữa. Nếu không, đó sẽ là một hành vi vượt quá quyền hạn và sẽ bị tru di cửu tộc. Nghĩ đến đó, Tiêu Chính Văn kìm nén sự bốc đồng của mình và cất điện thoại đi. Anh nghĩ đám người Long Nhất có thể tự mình giải quyết, dù sao thì họ đã theo anh nhiều năm như vậy, đối phó với tình hình này hẳn là rất đơn giản. Tiêu Chính Văn không chú ý đến vấn đề này nữa. Lúc này, Khương Vi Nhan đi giày cao gót, trên tay cầm tài liệu, đôi mày lá liễu khẽ cao lại và đẩy cửa bước vào. Vợ! Tiêu Chính Văn mỉm cười vui vẻ, vội vàng đứng dậy, bước ra phía sau lưng Khương Vi Nhan, bóp vai cho cô. Sao thế? Công ty gặp vấn đề gì khó giải quyết sao? Tiêu Chính Văn đương nhiên nhìn ra vẻ phiền muộn trên khuôn mặt của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đặt tài liệu lên bàn, ngả người ra sau. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, chồng à, gần đây, công việc ở công ty nhiều quá, em gần như làm không xuể. Hội đồng quản trị cũng đang yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, chuẩn bị mở chi nhánh tại các tỉnh và thành phố khác, còn phải mở rộng thị trường ra nước ngoài. Nói xong, Khương Vi Nhan hít một hơi thật sâu. Tiêu Chính Văn gật đầu, anh đã hiểu vấn đề liền nhẹ nhàng bóp vai cho Khương Vi Nhan, nói, không sao, cứ từ từ giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Khương Vi Nhan mở mắt, mỉm cười ngọt ngào, cô vươn cổ hôn lên má Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn chồng đã luôn ở bên em, nếu không có anh thì em thật sự không biết phải làm sao. Tiêu Chính Văn mỉm cười dịu dàng, anh ôm lấy cổ Khương Vi Nhan rồi nói, anh là chồng em, anh không ở bên em thì còn có ai có thể ở bên em chứ? Lúc anh đang nói câu này thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo. Từ Phân dẫn theo Khương Thần tức giận xông vào, chỉ vào mặt Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn rồi mắng nhiếc, hai người vẫn còn mặt mũi mà ở đây anh em được sao? Công ty của Thần Nhi sắp bị các người hại chết rồi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, anh nhìn Từ Phân với ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt này khiến Từ Phân sợ đến nỗi cả người run rẩy, lập tức thay đổi thái độ, bà ta trách móc với vẻ hơi thiếu tự tin, Tiêu Chính Văn, mày đừng nhìn tao như vậy. Bọn tao đến đây là để nghe một lời giải thích.
Khương Thần đứng ở phía sau Tử Phân cũng nhe nanh múa vuốt hét lên, đúng vậy cần một lời giải thích. Sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, anh chắp tay sau lưng và lạnh lùng nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Với thái độ này của các người, tôi không ngại bảo người ném các người ra ngoài đâu. Nghe vậy, trong lòng dù có tức giận nhưng Tử Phân cũng không dám làm gì. Bà ta nói, công ty của Thần Nhi sắp phá sản rồi. Nghe vậy, Khương Vi Nhan tỏ ra rất nghi hoặc, cô nói, mẹ, sao có thể như vậy? Không phải tập đoàn Vi Nhan đã đầu tư vào đó 15 triệu tệ rồi sao? Hơn nữa, chuyện này chỉ mới đây thôi, sao có thể sắp phá sản được chứ? Tuần trước, chẳng phải con đã giao cho hai người mấy dự án hợp tác rồi sao? Những dự án đó đều là những dự án có lợi nhuận hàng triệu tệ. Chương 1066 trong vòng 3 ngày. Nhắc đến chuyện này, Từ Phân lại tức giận, bà ta chỉ vào Khương Vi Nhan rồi chỉ trích, cô còn không biết ngại mà nói vậy, chính những dự án đó của cô đã hại công ty chúng tôi sắp phá sản đấy. Những ông chủ hợp tác trong mấy dự án đó đã ôm tiền bỏ trốn rồi. Bây giờ, công ty của Thần Nhi vừa phải ứng phó với những ông chủ khác, vừa phải ứng phó với những khách hàng đã đặt mua dược liệu. Cô nói đi, Khương Vi Nhan, có phải cô dắp tâm gây khó dễ cho Thần Nhi nhà chúng tôi hay không? Tốt xấu gì cô cũng là chị gái của nó. Vậy mà cô lại dùng những thủ đoạn ác độc như vậy để lừa Thần Nhi của tôi. Nghe đến đây, vẻ mặt Khương Vi Nhan đầy nghi hoặc, cô nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn rồi lắc đầu tỏ ý cô không hề biết điều này. Tiêu Chính Văn cau mày, anh nhìn Từ Phân và Khương Thần bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói, Vi Nhan sẽ không làm như vậy, hãy nói mọi chuyện cho rõ ràng, tôi sẽ đứng ra giải quyết. Từ Phân ngẫm nghĩ, thấy như vậy cũng ổn, bèn kể tường tận mọi chuyện. Hóa ra, các ông chủ của mấy dự án mà công ty họ hợp tác đều ôm tiền chạy trốn trong một đêm. Vì là thu mua dược liệu nên đều phải thanh toán trước rồi mới lấy hàng. Bây giờ tiền đã mất, mà dược liệu thì không lấy được, hơn nữa công ty họ đã ký hợp đồng với rất nhiều khách hàng. Trong vòng 3 ngày, nếu không lấy được dược liệu thì họ sẽ bị kiện ra tòa. Sau khi nghe xong, Tiêu Chính Văn nhíu chặt lông mày, chuyện này giống như có người âm thầm ở sau lưng giàn dựng. Vợ à, đưa anh xem danh sách và thông tin chi tiết của những đối tác đó. Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan gật đầu, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý, chẳng mấy chốc, trợ lý đã ôm mấy tập tài liệu bước vào. Sau khi lật xem tài liệu, Tiêu Chính Văn phát hiện những công ty đối tác này đều mới thành lập cách đây không lâu, dự án hợp tác tuy không lớn, chỉ khoảng vài triệu tệ nhưng cũng quá đủ để đối phó với công ty mới mở của Khương Thần. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn lập tức gọi điện thoại cho Long Ngao, anh lạnh giọng nói, tôi sẽ gửi cho cậu một số tài liệu, cậu lập tức điều tra thân phận của bọn chúng và những người đứng sau bọn chúng. Vâng, thưa Long Vương. Long Ngao đáp lời. Sau khi nhận được tài liệu từ Tiêu Chính Văn, anh ta nhanh chóng sắp xếp người ở bộ phận tình báo điện Thần Long tra rõ 18 đời tổ tông của những công ty đối tác này. Trong văn phòng, chưa đầy 5 phút sau, Tiêu Chính Văn đã nhận được cuộc gọi của Long Ngao. Long Vương, tôi điều tra được trước đây mấy người này đều là lưu manh, hoàn toàn không phải ông chủ lớn gì hết. Bọn chúng đều được một tổ chức sai khiến và sắp xếp để mở một vài công ty ma. Long Ngao vừa xem những tài liệu vừa điều tra được vừa cau mày nói. Tổ chức gì? Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Trước đây, thuộc hạ chưa từng nghe nói về tổ chức này, nó có tên là Lục Liên Hội, vừa được thành lập cách đây không lâu. Long Ngao nói. Lục Liên Hội ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, đã tra được người đứng sau chưa? Long Ngao vội nói, tra được rồi, người đứng sau Lục Liên Hội là Dược Vương Cốc. Chương 1067 tuyên chiến. Dược Vương Cốc ư? Tiêu Chính Văn cau mày chặt hơn. Anh và Dược Vương Cốc vốn dĩ không có nhiều xung đột. Hơn nữa lần trước Thiên Tử cũng có ý hòa giải mối quan hệ của anh và Dược Vương Cốc, chắc là họ sẽ không làm chuyện sau lưng thế này chứ. Ừ, tôi biết rồi. Tiêu Chính Văn cúp máy, sắc mặt trở nên u ám. Tử Phân thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn hơi khó coi nên vội hỏi, con rể, thế nào? Đã giải quyết rồi chứ? Thần Nhi sẽ không ngồi tù phải không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Từ Phân nói, mọi người về trước đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Thật sao, vậy thì tốt quá. Lúc này Từ Phân kéo Khương Thần rời khỏi văn phòng.
Đợi hai mẹ con này đi khỏi, Tiêu Chính Văn mới chắp tay ra sau nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ xem mục đích hành động lần này của Dược Vương Cốc là gì. Chồng ơi, sao thế, người đứng đằng sau rất khó giải quyết sao, dĩ nhiên Khương Vi Nhan cũng nhìn ra chỗ khó xử của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, không phải khó giải quyết mà là anh nghĩ không ra tại sao chúng lại ra tay với công ty của Khương Thần vào lúc này, điều này có ý nghĩa gì với chúng. Thế chúng ta nên làm sao đây? Khương Vi Nhan nhỏ giọng hỏi. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, để anh giải quyết. Anh chắc là giải quyết được không? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, em đánh giá thấp chồng em rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn ở cạnh Khương Vi Nhan thêm một lúc rồi mới rời khỏi văn phòng. Sau đó anh gọi cho Tần Hán Quốc ở Long Các nói, ông Tần, liên hệ với người Dược Vương Cốc giúp tôi. Tần Hán Quốc cũng sửng sốt, thắc mắc, thằng nhóc này, cậu muốn làm gì? Bây giờ cậu đã không còn chức vị gì nữa, còn muốn xảy ra xung đột gì với Dược Vương Cốc sao? Tiêu Chính Văn nói, ông Tần, ông hiểu lầm rồi. Lần này không phải tôi muốn gây sự với Dược Vương Cốc mà tay Dược Vương Cốc dài quá, giờ đến Giang Trung luôn rồi. Chuyện thế nào, Tần Hán Quốc hỏi ngược lại. Sau đó Tiêu Chính Văn kể lại mọi chuyện cho Tần Hán Quốc nghe. Nghe xong Tần Hán Quốc trầm giọng nói, không hẳn, theo lý thì người của Dược Vương Cốc sẽ không chủ động khiêu khích vào lúc này chứ. Nghĩ một chốc, ông ấy lại nói, được rồi, tôi sẽ liên lạc với người của Dược Vương Cốc giúp cậu xem có hiểu lầm gì không. Dứt lời, Tần Hán Quốc cúp máy, liên hệ với Dược Vương Cốc. Chỉ vài phút sau, Tiêu Chính Văn lại nhận được cuộc gọi của Tần Hán Quốc. Đầu bên kia điện thoại, giọng Tần Hán Quốc rất trầm, đã tra ra rồi. Chuyện lần này đúng là do Dược Vương Cốc làm, nhưng là do phái cấp tiến trong Dược Vương Cốc làm, mục đích là muốn xem thử vua Bắc Lương cậu sau khi từ chức có còn không xem ai ra gì nữa hay không. Nghe ông ấy nói thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày, giọng trở nên lạnh lùng, phái cấp tiến trong Dược Vương Cốc ư. Tần Hán Quốc thở dài nói, phải, Dược Vương Cốc không đơn giản và bình yên như cậu nghĩ đâu. Trong Dược Vương Cốc chia ra làm ba phái là phái cấp tiến, phái trung lập và phái bảo thủ. Phái cấp tiến này cứ luôn cho rằng Dược Vương Cốc phải mở rộng thế lực và tầm ảnh hưởng của mình, cũng liên tục thành lập công ty, thu mua các doanh nghiệp y dược lớn, thậm chí ngay cả một số tông môn y dược cũng đều có chút liên quan đến phái cấp tiến. Còn phái bảo thủ lại cho rằng Dược Vương Cốc cứ giữ vững thế lực hiện tại của mình là được, chuyên tâm vào nghiên cứu y dược và luyện chế vài linh đan thần dược. Còn phái trung lập thì mặc dù không đủ thế lực ảnh hưởng trong Dược Vương Cốc nhưng cũng có thể bình ổn được thế lực của cả Dược Vương Cốc. Nghe hết sự tình, Tiêu Chính Văn xem như đã hiểu. Xem ra là do tập đoàn Vi Nhan mở rộng thị trường quá nhanh nên ảnh hưởng đến lợi ích thị trường y dược ở Giang Trung của phái cấp tiến, Dược Vương Cốc. Hơn nữa gần đây tập đoàn Vi Nhan còn lập công ty ở tỉnh khác, thậm chí mở rộng thị trường y dược ra nước ngoài, ắt sẽ động đến vài mối làm ăn của Dược Vương Cốc. Nói cách khác, chuyện lần này là lời cảnh cáo nho nhỏ của phái cấp tiến, Dược Vương Cốc. Hiểu ra vấn đề cốt lõi, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, ông Tần, tôi biết rồi, phiền ông gửi lời của tôi đến phái cấp tiến của Dược Vương Cốc. Nếu chúng quang minh chính đại tranh giành thị trường với chúng tôi thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ không nói gì, còn nếu chúng giở thủ đoạn sau lưng như vậy thì Tiêu Chính Văn tôi nhất định không tha cho chúng. Nghe anh nói thế, Tần Hán Quốc hơi sửng sốt nói, thằng nhóc này, cậu đừng làm bậy. Cậu nói thế chẳng phải là đang tuyên chiến với phái cấp tiến của Dược Vương Cốc rồi sao? Tuyên chiến, ha ha, nước sông không phạm nước giếng. Nếu chúng đã muốn giở trò thì dĩ nhiên tôi sẽ chơi với chúng đến cùng. Ông Tần, ông cứ nói lại theo ý của tôi đi. Chương 1068 Thế sự vô thường. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tần Hán Quốc cau mày nói, thôi được rồi. À phải rồi. Cậu đã thấy tin tức diễn tập quân sự của Liên quân năm nước chưa? Cậu có suy nghĩ gì không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hành động này chắc chắn có ý đồ, diễn tập quân sự của Liên quân năm nước rõ ràng đang thăm dò phản ứng của Bắc Lương và Long Kinh. Cậu nói đúng, đây cũng là ý của bọn tôi. Chẳng qua bây giờ việc diễn tập quân sự của Liên hợp năm nước có hiệp hội cấp cao 9 nước do Mễ Quốc đứng đầu chống lưng nên rất hống hách. Nếu cậu còn ở Bắc Lương thì tốt rồi. Tần Hán Quốc nói đến đây thì không khỏi thở dài.
ông ấy và mấy người Giang Vạn Long từng khuyên giải yêu cầu thiên tử mới khôi phục lại vị trí vua Bắc Lương của Tiêu Chính Văn mấy lần. Vì chỉ có anh mới có thể giao oai được với các nước láng giềng với Bắc Lương, mới có thể giữ vững tình thế của Hoa Quốc. Nhưng lần nào thiên tử mới cũng từ chối. Mấy người Tần Hán Quốc cũng nhận ra thiên tử mới vừa kế vị, sợ nhất là quan chức cũ ỷ vào công lao lớn rồi lật lọng. Như thế thì thiên tử mới không thể thực hiện được quốc sách của mình. Vì thế chắc chắn phải có quyết tâm dứt khoát. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, được rồi ông Tần, tôi tin mấy người Long Nhất sẽ xử lý ổn thỏa. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bèn cúp máy, hai tay đút vào túi quần nhìn mây trên bầu trời. Thế sự vô thường. Sau đó Tiêu Chính Văn đi chợ mua vài món Khương Vi Nhan và Nana thích ăn rồi về biệt thự như bình thường. Nhưng khi về đến biệt thự, anh lại cảm nhận được xung quanh biệt thự có mười mấy luồng sức mạnh nguy hiểm. Tiêu Chính Văn nhíu mày, môi nhếch lên nụ cười hờ hững, sau đó anh lại tiếp tục cất bước đi về phía biệt thự. Xoạt xoạt xoạt, bỗng chốc xung quanh Tiêu Chính Văn xuất hiện mười mấy người mặc đồ sát thủ màu đen, ai cũng toát ra sát khí lạnh thấu xương. Sau đó Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ đi đến từ đằng sau mười mấy sát thủ này, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, cậu đã giết cháu trai của tôi và cả hai trợ thủ của nhánh chính nhà họ Đông Phương là ông Yến và ông Lương phải không? Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn Đông Phương Nguyên Hồng đang rất tức giận, nhún vai nói, là tôi đấy thì thế nào? Giết một tên trẻ tuổi thì mấy ông già lại đến, các vị cũng muốn đến nộp mạng sao? Nghe thế, Đông Phương Nguyên Hồng vô cùng phẫn nộ quát, thằng danh. Mày láo vừa thôi, hôm nay là ngày chết của mày đấy. Tao muốn lấy máu của mày để tế cháu trai tao. Giết hắn cho tôi. Trong chớp mắt, mười mấy tử sĩ bên cạnh Đông Phương Nguyên Hồng nhanh chóng liều chết xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn mười mấy tử sĩ đang xông tới, bất lực lắc đầu thở dài một hơi. Thực lực của mấy người này quá kém. Mạnh nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới chiến thần. Xem ra nhánh chính gia tộc Đông Phương đã là con thú bị vây khốn rồi. Tiêu Chính Văn nâng tay lên, con dao quân đội năm cạnh vụt ra, tạo nên một đường cong màu bạc chói mắt trong không trung. Sau đó, phập phập, con dao quân đội năm cạnh xuyên qua ngực của mười mấy tử sĩ, lưỡi dao sáng bóng, máu tươi phun ra. Rầm rầm rầm, ngay lập tức, toàn bộ mười mấy tử sĩ đều ngã xuống vũng máu, chết không kịp ngáp. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ cực kỳ chấn động. Không ngờ, đám tử sĩ này lại bại trận nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt đã bị Tiêu Chính Văn xử chết. Lúc này, nhìn Tiêu Chính Văn từng bước tiến lại gần, Đông Phương Nguyên Hồng vô cùng sợ hãi, cụ ta run lẩy bẩy hét lên, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là người nhà họ Đông Phương. Nếu cậu dám ra tay với tôi, nhà họ Đông Phương nhất định sẽ không tha cho cậu. Đông Phương Nguyên Hồng cũng sợ. Mặc dù cụ ta tập võ nhưng sức mạnh hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Chỉ đạt tới cảnh giới đại sư võ thuật. Trước mặt người có thể chém chết thiên vương địa cấp bao sao như Tiêu Chính Văn thì cụ ta hoàn toàn là một con kiến. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Chi Dần Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Nguyên Hồng nói, Đông Phương Phong tự mình tìm đường chết, không trách được người khác. Người trong nhánh của ông liên tục ra tay với tôi, đã chạm tới giới hạn của tôi. Hôm nay cứ chết hết đi. Dứt lời Tiêu Chính Văn xuất chiêu, tung một cú đấm vào ngực của Đông Phương Nguyên Hồng. Trong nháy mắt, Đông Phương Nguyên Hồng cảm nhận được lực mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cú đánh này của Tiêu Chính Văn. Cụ ta muốn đưa tay lên chống đỡ nhưng hai tay vừa giơ lên đã bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm nổ tung. Chương 1069 Đông Phương Nguyên Hồng tắt thở. Sau đó, cả người Đông Phương Nguyên Hồng bay ra xa. Rơi xuống đất bịch một tiếng, lăn vài vòng rồi nôn ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn cố phun ra một chữ cậu. Đông Phương Nguyên Hồng tắt thở. Đông Phương Ngạo Hổ nhìn thấy Đông Phương Nguyên Hồng chết bất đắc kỳ tử dưới đất, bị dọa sợ toàn thân run rẩy, quỳ bịch xuống đất, cúi đầu xin Tiêu Chính Văn tha mạng, chủ soái Tiêu, xin tha mạng, xin tha mạng. Tôi cũng là bị ép, mong chủ soái Tiêu làm ơn làm phước. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo Hổ đang quỳ dưới đất, nói, ông biết bản soái sao? Đông Phương Ngạo Hổ vội đáp, không không không, trước đây không biết, hôm qua tôi vừa mới biết người Phong Nhi đắc tội là chủ soái Tiêu.
Tên xúc sinh Đông Phương Phong kia gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết. Nó xúc phạm chủ soái Tiêu vốn đã là tội chết, cảm ơn chủ soái Tiêu đã thay tôi trừng trị đứa con bất hiếu này. Cầu xin chủ soái Tiêu xem xét, người không biết không có tội, tha mạng cho tôi. Nói tới đây, Đông Phương Ngạo Hổ đã bắt đầu khóc lóc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ông ta nói, ông Yên là do ông phái tới à? Đông Phương Ngạo Hổ sững sờ, vội quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói, là do tôi phái tới, cầu xin chủ soái Tiêu bỏ qua, lúc ấy tôi thật sự không biết cậu là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, nếu tôi mà biết được thì có cho tôi thêm 100 lá gan nữa cũng không dám ra tay với chủ soái Tiêu, cầu xin chủ soái Tiêu tha mạng. Bịch. Lời nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn tung một cú đấm về phía Đông Phương Ngạo Hổ. Trong phút chốc, máu Đông Phương Ngạo Hổ phun ra từ mắt mũi tai miệng, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Không thể nương tay với kẻ thù. Đây là nguyên tắc sinh tồn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, nhíu chặt mày, gọi điện cho Ôn Bất Lâm, để ông ấy cử người tới dọn dẹp. Lúc Ôn Bất Lâm tới, nhìn thấy đống thi thể trên mặt đất đã bị dọa tới mức đổ mồ hôi hạt. Đây chính là gia chủ nhánh chính gia tộc Đông Phương ở Long Kinh và bố của ông ta. Chủ soái Tiêu cũng quá tàn độc. Như thế này chẳng khác nào tiêu diệt cả nhánh chính gia tộc Đông Phương cả. Còn Tiêu Chính Văn lúc này đang trong căn bếp ở biệt thự làm bữa tối, không hề để ý đến chuyện này. Ở Long Kinh xa xôi, trong nhà họ Đông Phương, lúc này, các trưởng lão và các thành viên cốt cán của gia tộc Đông Phương ngồi kín cả một phòng khách rộng lớn. Gia chủ nhà họ Đông Phương ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt vô cùng u ám. Cụ ta lạnh lùng mở miệng nói, vừa nãy, quân khu Giang Trung có gửi tới một đống thi thể, trong đó có Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ. Các vị ngồi ở đây đều là những người có địa vị cao trong nhà họ Đông Phương, thử nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào. Nghe xong, người trong phòng khách bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người phẫn nộ, lập tức đập nát ly trà. Giận dữ nói, một tên vua Bắc Lương bị cách chức lại dám ngông cuồng như vậy, giết người của gia tộc chúng ta. Gia chủ, dù thế nào cũng phải hỏi tội Tiêu Chính Văn. Đúng vậy, ức hiếp người quá đáng. Nếu việc này truyền ra ngoài, gia tộc Đông Phương làm sao đứng vững ở Hoa Quốc được nữa chứ? Chỉ là một tên vua Bắc Lương không quyền không chức, chẳng khác gì bẻ răng một con hổ già thôi. Vung tay cũng có thể bóp chết được. Cũng có người lên tiếng phản đối. Các vị, bình tĩnh một chút, chớ kích động, bây giờ tên Tiêu Chính Văn có khả năng giết chết cả thiên vương địa cấp 3 sao, nếu như tùy tiện gây xích mích với cậu ta thì rất bất lợi với nhà họ Đông Phương chúng ta. Nói không sai, một người có thể chém chết thiên vương địa cấp 3 sao, chúng ta đừng nên chọc vào. Nhánh nhà Nguyên Hồng tự chuốc vạ vào thân thì đành vậy. Tuyệt đối đừng vì bọn họ mà làm chậm trễ kế hoạch mấy trăm năm của nhà họ Đông Phương chúng ta. Nghe người bên dưới tranh luận, gia chủ nhà họ Đông Phương cảm thấy vô cùng đau đầu, xoa thái dương rồi nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này tôi đã có quyết định, tạm thời chưa tới gây xung đột với Tiêu Chính Văn. Chờ khi sóng yên biển lặng, chúng ta đi tìm lại công bằng cho nhánh nhà Nguyên Hồng. Nói xong, gia chủ nhà họ Đông Phương phất tay áo rời đi. Sau đó, cụ ta ra tới sân sau, chắp tay ra sau lưng. Hỏi quản gia ở phía sau, còn bao lâu nữa bốn vị trợ thủ mới xuất quan? Vị quản gia đó cung kính đáp lại, gia chủ, ước chừng 3-4 tháng nữa. Nghe xong, gia chủ nhà họ Đông Phương nhíu chặt mày lại. 3-4 tháng nữa, quá lâu. Giúp tôi liên lạc với nhà họ Viên, gia chủ nhà họ Đông Phương nói. Vâng, vị quản gia đó nhanh chóng quay người đi sắp xếp. Lúc này, có một người đàn ông trẻ tuổi. Mặc bộ vest xanh sẫm đeo đôi kính gọng vàng, tương đối đẹp trai, nhưng ở sâu nơi khóe mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng, sắc bén. Hắn bước tới sau lưng gia chủ nhà họ Đông Phương nói, ông nội, cháu thật sự rất muốn gặp người tên Tiêu Chính Văn này. Gia chủ nhà họ Đông Phương quay người lại, nhìn cháu trai mình nói, cháu không phải đối thủ của cậu ta, bây giờ không thể chọc vào cậu ta được. Thanh niên đó cười nói, càng khiêu khích mới càng kích động. Ông nội! Để cháu đi đi. Gia chủ nhà họ Đông Phương nhăn mặt, nhìn cháu trai mình vài lần rồi hỏi, cháu muốn đi thật sao? Thanh niên đó bật cười, khóe miệng lộ ra sự lạnh lùng nói, thật mà, ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ không làm những chuyện mà cháu không nắm chắc.
ngẫm nghĩ một hồi, gia chủ nhà họ Đông Phương gật đầu, được thôi, cũng đến lúc để cháu thay mặt nhà họ Đông Phương đi ra ngoài rồi, ông nội sẽ sắp xếp vài người ở bên cạnh bảo vệ cháu. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện chọc giận Tiêu Chính Văn. Chương 1070 thông tin tình báo gì? Cùng lúc này, trong Dược Vương Cốc, những người đại diện của phái cấp tiến đang tụ tập lại một chỗ, thảo luận về những lời vừa được truyền đến từ chỗ ông Tần của Long Các. Một ông lão đứng đầu khoảng 56 tuổi lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng, vừa nãy mọi người cũng nghe thấy rồi, nếu Tiêu Chính Văn đã nhờ ông Tần chuyển lời cho chúng ta, vậy mọi người nói xem, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Một người bên dưới lập tức đứng dậy nói, Tam trưởng giáo, Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa, bây giờ hắn đã là một thường dân, chúng ta không cần quan tâm đến những lời hắn nói. Chúng ta chỉ cần hành động theo kế hoạch của mình là đủ rồi. Đúng vậy, những lời thất trưởng lão vừa nói cũng chính là ý của tôi. Một Tiêu Chính Văn đã mất đi chức vụ trong quân đội sẽ không thể làm nên sóng gió gì đâu. Chẳng qua là thực lực của hắn mạnh hơn người, nhưng Dược Vương Cốc chúng ta cũng có cường giả mà. Tuy nhiên, lúc này cũng có những giọng nói khác truyền đến. Tam trưởng giáo, các vị, tôi nghĩ chúng ta vẫn phải nghĩ kế lâu dài. Mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn đã bị thiên tử mới tước bỏ chức vụ trong quân đội, tuy nhiên, uy tín của hắn vẫn còn đó. Nếu chúng ta tùy tiện đắc tội với hắn, e rằng đó không phải là một chuyện tốt đối với Dược Vương Cốc chúng ta. Nếu chọc giận hắn, khiến hắn đích thân đến Dược Vương Cốc chúng ta để đòi một lời giải thích, đến lúc đó, chúng ta phải làm thế nào? Ôi, tứ trưởng lão, ông nghĩ nhiều rồi. Một người khác lên tiếng, chỉ là một Tiêu Chính Văn thôi mà, không còn thân phận vua Bắc Lương, không còn quân Phá Long thì hắn còn có năng lực gì chứ? Hắn còn có vốn liếng gì để khiêu chiến Dược Vương Cốc chúng ta? Và lại, ông đừng quên, chúng ta còn phải lấy được trái tim rồng xích long từ Tiêu Chính Văn, dù thế nào, chúng ta cũng phải lấy được máu tươi của hắn để nghiên cứu. Lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều gật đầu. Tam trưởng giáo ngồi trên ghế chủ tọa cũng im lặng gật đầu, được rồi, chuyện này bàn đến đây thôi, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi. Ngoài ra, thất trưởng lão, ông hãy thay phái cấp tiến của Dược Vương Cốc, đích thân đến Giang Trung một chuyến để gặp mặt Tiêu Chính Văn. Nếu có thể đạt được hợp tác thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu đối phương không đồng ý, vậy thì chúng ta đành phải ra tay thôi. Vâng, thưa trưởng giáo. Thất trưởng lão đáp lời, rồi dẫn người rời khỏi Dược Vương Cốc. Tại một nơi khác, Giang Trung. Mấy ngày nay, Tiêu Chính Văn đều ở trong biệt thự để lĩnh hội nội dung của mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được tất cả những nội dung được ghi lại trong Y Kinh. Bây giờ, nếu nói y thuật của anh là đệ nhất thiên hạ cũng không quá. Còn về tâm pháp, công pháp và một số kỹ thuật giết người đặc biệt, Tiêu Chính Văn cũng lĩnh hội được rất nhiều thứ phù hợp với mình. Đặc biệt là mấy ngày nay, sau khi tĩnh tâm lĩnh hội, Tiêu Chính Văn phát hiện cảnh giới của mình dường như đã được nới lỏng, chỉ còn cách Thiên Vương Địa cấp 3 sao một bước nữa thôi. Phù! Tiêu Chính Văn đặt mảnh giấy cũ xuống, thở hắt một hơi, có ánh sáng lưu chuyển trong mắt anh. Thì ra loại năng lực này của cường giả Thiên Vương được gọi là ngự vật. Tiêu Chính Văn tự lẩm bẩm. Anh móc ra một vài cây kim châm từ trong túi áo trước ngực, rồi đặt chúng vào lòng bàn tay của mình, sau đó theo nội dung được ghi lại trong mảnh giấy cũ của Thiên Sơn Thư Lục, anh lặng lẽ cảm nhận sự dao động của luồng không khí giữa trời và đất, cảm nhận sự tồn tại của những cây kim châm trong lòng bàn tay. Trong đầu anh không ngừng tập trung suy nghĩ về những cây kim châm trong lòng bàn tay. Sau đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Tiêu Chính Văn đột nhiên mở mắt ra, kim châm trong lòng bàn tay đột nhiên bay lên, chuyển động xung quanh lòng bàn tay anh. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn, mấy cây kim châm kia lập tức bắn ra, xuyên qua một số thân cây trong sân, sau đó ở giữa không trung, một luồng khí mang những cây kim châm đó bay ngược trở lại trong tay Tiêu Chính Văn. Lơ lửng trên lòng bàn tay anh, tạo ra từng lớp sóng không khí. Đây chính là ngự vật sao? Trước đây, Tiêu Chính Văn chưa tìm hiểu kỹ về loại năng lực này. Chỉ là thỉnh thoảng, trong thực chiến, Tiêu Chính Văn từng sử dụng nó, nhưng chưa huấn luyện một cách có hệ thống. Theo nội dung được ghi chép trong mảnh giấy cũ, tùy theo thực lực khác nhau, mà trọng lượng, số lượng và kích thước của ngự vật cũng khác nhau. Nếu dựa theo thực lực hiện tại của Tiêu Chính Văn,
anh có thể điều khiển được nhiều nhất là 30 con dao găm. Nghĩ đến đó, Tiêu Chính Văn ném con dao quân đội 5 cạnh ra, sau đó không ngừng điều khiển quỹ đạo bay của nó ở giữa không trung. Con dao quân đội 5 cạnh không ngừng chuyển động ngoằn ngoèo giữa không trung. Trong thực chiến, đây cũng là một đòn cuối cực kỳ hiểm. Sau khi luyện tập một lúc lâu, Tiêu Chính Văn thở hắt một hơi. Lúc này, Long Ngao gọi điện thoại đến. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn nhận cuộc gọi, hờ hững hỏi. Long Vương, gần đây bộ phận tình báo của Điện Thần Long đã điều tra được một số thông tin tình báo, thuộc hạ cần phải báo ngay cho anh biết. Long Ngao nói một cách nghiêm túc. Tiêu Chính Văn cau mày, hỏi thông tin tình báo gì? Long Ngao nói, thông tin thứ nhất, cuộc diễn tập quân sự liên quân 5 quốc gia ở biên giới Bắc Lương lần này thực chất là đang chĩa mũi kiếm về phía Bắc Lương, nó được chỉ thị bởi Hiệp hội cấp cao 9 nước do Mễ Quốc đứng đầu. Chương 1071 Phái Quang Minh. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám, anh nói, quả nhiên, tôi đoán không lầm. Đây là sự thăm dò của bọn chúng đối với thiên tử mới của Hoa Quốc. Còn những thông tin tình báo khác thì sao? Long Ngao nói tiếp, thông tin tình báo thứ hai, chúng tôi làm theo lời căn dặn của anh, vẫn liên tục thu thập chứng cứ phạm tội của 4 gia tộc lớn, hiện tại chúng tôi đã tìm ra một số chứng cứ. Nhà họ Viên bị nghi ngờ lén lút câu kết với nước địch. Gia tộc này từng thực hiện các cuộc trao đổi thông tin tình báo bí mật với các nước có chung biên giới. Thậm chí, họ từng bí mật gặp gỡ Hiệp hội cấp cao 9 nước. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Sắc mặt anh nhanh chóng trở nên u ám và lạnh lùng. Giỏi cho nhà họ Viên, quả nhiên không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói, tiếp tục điều tra, nhất định phải có được bằng chứng xác thực. Vâng, thưa Long Vương. Long Ngao nói tiếp, Long Vương, còn có thông tin tình báo thứ ba. Nói đi, Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Long Vương, gần đây chúng tôi đã phát hiện có một tổ chức đang hoạt động rất tích cực. Hơn nữa, đó còn là một tổ chức chưa từng được ghi vào hồ sơ. Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn đang điều tra thông tin và tình báo của đối phương, thậm chí còn dùng đến đặc quyền của Hội đồng Tây Phương, nhưng vẫn không tra ra được bất kỳ thông tin tình báo nào về tổ chức này. Long Ngao nói với giọng điệu lo lắng sâu sắc. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói tổ chức gì? Phái Quang Minh, Long Ngao nghiêm túc nói. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tiêu Chính Văn cũng tối sầm lại, anh rơi vào trầm tư. Anh chưa từng nghe nói về phái Quang Minh này. Ngay cả Hội đồng Tây Phương cũng không có thông tin gì về bọn chúng, có thể hình dung được tổ chức này đã che giấu kỹ đến thế nào. Bọn chúng có hành động gì không? Tiêu Chính Văn hỏi. Long Ngao suy nghĩ một chút, rồi đáp, dường như bọn chúng đang tìm kiếm một số di tích của Long tộc. Di tích của Long tộc ư? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày rồi hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Long tộc mà ông nội từng nói sao? Phái Quang Minh đang tìm kiếm di tích của Long tộc, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho thấy phái Quang Minh này không hề đơn giản. Bởi vì, trên đời này, có rất ít người biết đến sự tồn tại của Long tộc. Được, tôi biết rồi, cậu hãy cử người trông chừng, nhớ kỹ không được đánh rắn động cỏ đâu đấy. Tiêu Chính Văn nói. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó, anh ở trong sân trầm tư, suy nghĩ một lúc, lật ra địa chỉ và số điện thoại mà ông nội để lại, rồi gọi một cuộc điện thoại. Đợi giây lát, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe vô cùng già nua, có vẻ như là một ông lão. Alo, ai đấy? Xin chào, tôi muốn liên hệ với Tiêu Long, Tiêu Chính Văn nói. Ồ, tôi biết rồi, cậu là cháu nội của Tiêu Long. Nếu có chuyện gì, hãy đến vị trí trên địa chỉ để tìm tôi. Ông lão ở đầu dây bên kia nói xong câu này liền cúp máy. Tiêu Chính Văn sửng sốt, anh suy nghĩ một chút rồi lái xe đến địa chỉ đó. Đó là một cửa hàng thuốc đông y trên phố Trung Dược. Nhìn từ bên ngoài, trông nó rất tồi tàn. Chương 1072, cô gái nghịch ngợm. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc rồi đẩy cánh cửa gỗ mục nát. Phát ra tiếng cọt kẹt. Mùi thuốc bắc xộc thẳng lên mũi. Không gian cửa hàng không lớn, nhưng có rất nhiều dược liệu. Chỉ có một chàng trai trẻ dường như đang đối chiếu sổ sách, rồi cất dược liệu vào hộp. Tiêu Chính Văn lên tiếng, xin chào, tôi muốn tìm người.
Chàng trai trẻ kia không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục cân đo dược liệu, bình tĩnh nói, ở bên trong. Tiêu Chính Văn nghe vậy, quay đầu nhìn thấy bên cạnh còn có một tấm rèm màu xám. Sau khi suy nghĩ một lát, Tiêu Chính Văn vén tấm rèm lên, đang chuẩn bị bước vào thì mùi thảo dược dễ chịu bay tới, còn có cả tiếng chuông leng keng. Một cô gái ngã nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, sau đó là tiếng kêu đau đớn. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Tiêu Chính Văn sững sờ, nhìn chăm chú vào cô gái trẻ khoảng 10, 7, 18 tuổi này. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trên cổ chân và cổ tay đeo một chiếc chuông vàng xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, tức giận đứng dậy, tay chống nạnh, trợn mắt, hất cầm, chỉ vào Tiêu Chính Văn trách cứ. Tiêu Chính Văn nhanh chóng đứng sang một bên, khẽ gật đầu xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hừ, anh là ai? Đến đây làm gì? Lúc này, cô gái trẻ mới bắt đầu tra hỏi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười, tôi đến tìm người. Tìm người, tên đầu heo lỗ mãng như anh mà dám đến đây tìm người sao? Cô gái trẻ tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng chửi. Tiêu Chính Văn cũng hơi lúng túng, anh biết cô gái này không có ác ý với mình, cô ấy chỉ đang nổi giận vì anh đã khiến cô ấy ngã. Tiêu Chính Văn chỉ có thể xin lỗi tiếp. Lúc này, một ông lão từ phía sau cô gái trẻ bước ra, ho khan vài tiếng rồi nói, Linh Nhi, không được vô lễ. Mau đi rót trà cho khách đi. Ông nội. Cô gái trẻ lập tức nắm lấy cánh tay ông lão, dậm chân, bĩu môi, ra vẻ không muốn đi rót trà cho Tiêu Chính Văn. Ông lão liếc nhìn cô gái trẻ, nói, nghe lời đi, nếu không ông sẽ phạt cháu chép sách y 100 lần. Hả, đừng mà ông nội, cháu đi rót trà là được chứ gì. Vừa nghe thấy phải chép sách y 100 lần, cô gái trẻ lập tức chạy như bay ra sân sau như thể nhìn thấy ma. Ông lão cũng nhìn Tiêu Chính Văn, mỉm cười nói, cậu Tiêu, mời vào trong. Tiêu Chính Văn cũng không khách khí, chắp tay, đi theo ông lão vào sân sau. Sân sau là một khoảng sân rộng lớn. Ở giữa rộng rãi thoáng mát, trồng rất nhiều loại thảo dược, có hương thơm nồng nàn. Tiêu Chính Văn và ông lão lúc này đang ngồi trong sảnh giữa. Cô gái trẻ kia cũng bưng hai chén trà đi tới. Ông nội, trà của ông đây. Cô gái trẻ bưng một chén trà cho ông lão, sau đó lại đưa chén trà khác cho Tiêu Chính Văn, tức giận nói, này, trà của anh. Lúc nói câu này, đôi mắt đen tròn như ngọc của cô ấy còn hiện lên ánh mắt danh mãnh. Ánh mắt này đương nhiên bị Tiêu Chính Văn bắt gặp. Anh cúi đầu nhìn chén trà của mình, màu trà không đúng lắm. Lúc này, ông lão bưng chén trà lên nói, cậu Tiêu, mời dùng trà. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Ngẫm nghĩ điều gì đó rồi vẫn nhấp một ngụm trà. Quả nhiên, trà này có vấn đề. Chương 1073 còn không mau xin lỗi cậu Tiêu đi. Nhưng anh cũng không thể trực tiếp vạch trần được. Cô gái trẻ nhìn thấy Tiêu Chính Văn uống trà, một tay chống eo, một tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, cười nói, ha ha ha. Anh thật xui xẻo, uống trà tôi pha thì anh sẽ bị đau bụng 3 ngày. Ông lão nghe thấy vậy nổi giận. Quát mắng, Linh Nhi. Cháu thật nghịch ngợm, sao có thể đối đãi với khách như vậy chứ? Còn không mau xin lỗi cậu Tiêu đi. Linh Nhi bĩu môi, hất tóc đuôi ngựa nói, còn lâu cháu mới xin lỗi. Lúc nãy anh ta đâm vào cháu, cháu mới chỉ cho anh ta uống một ít thuốc nhuận tràng thôi đã là tốt lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác, thì cháu đã cho đứt ruột từ lâu rồi. Hừ, mau xin lỗi tôi đi. Nếu tôi vui thì tôi sẽ cho anh thuốc giải. Lúc này, Linh Nhi nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ cao ngạo. Tiêu Chính Văn đặt chén trà xuống, mím môi cười, không lên tiếng. Anh đứng dậy, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Linh Nhi, lấy từ thắt lưng của cô ấy ra một gói thuốc bột, nói thuốc giải ở đây. Linh Nhi trợn tròn mắt, quát lớn, a a a, anh dở trò. Mau buông tôi ra. Linh Nhi, đủ rồi, mau lui ra đi. Ông lão cuối cùng cũng tức giận trách mắng. Linh Nhi thấy ông nội nổi giận, cũng không dám tiếp tục vô lễ nữa, chỉ có thể rầu rĩ đứng sang một bên. Mà Tiêu Chính Văn cũng không uống thuốc giải. Ông lão và cô gái trẻ kia thấy vậy liền cảm thấy nghi ngờ. Cậu Tiêu, cậu uống thuốc giải đi, cháu gái tôi không có ý gì xấu, nó chỉ là thích đùa giỡn vậy thôi. Ông lão nói với vẻ áy náy, mong cậu Tiêu đừng để bụng.
Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, chút thuốc này không hại được tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy mũi kim châm, đâm thẳng vào mấy chỗ huyệt vị. Sau đó, một đám khói trắng bốc lên khi ngút. Đó là quá trình đào thải dược tính ra khỏi cơ thể. Ông lão vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn làm vậy. Thật không ngờ, y thuật của cậu Tiêu lại lợi hại như vậy, ông lão khen ngợi, đồng thời quay lại nhìn Linh Nhi đang đứng bên cạnh, nói, xem cháu kìa. Y thuật không giỏi, còn ở đây gây chuyện mất hết thể diện. Ông phạt cháu chép sách y 100 lần. Hả, đừng mà ông nội, Linh Nhi biết sai rồi, sau này Linh Nhi không dám nữa. Linh Nhi bĩu môi, nói với vẻ mặt đau khổ. Sai rồi, sai ở đâu, còn không mau xin lỗi cậu Tiêu đi. Ông lão nghiêm nghị nói. Linh Nhi đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi gập người 90 độ, nói, tôi xin lỗi, anh Tiêu, tôi sai rồi, xin anh đừng để ông tôi phạt tôi chép sách y, anh không biết cuốn sách y đó dày thế nào đâu. Tôi sẽ mất cả tháng để chép 100 lần. Tiêu Chính Văn nhìn cô gái nhỏ tinh quái trước mặt, bất lực lắc đầu cười, ông à, tôi nghĩ bỏ qua được rồi, dù sao cô ấy cũng còn nhỏ. Ông lão nghe vậy cũng thuận thế nói, cậu Tiêu không truy cứu nữa là tốt cho cháu lắm rồi đấy. Còn không mau cảm ơn cậu Tiêu đi. Linh Nhi nghe vậy lập tức vội vàng cười nói, cảm ơn anh Tiêu. Nói xong, cô ấy lại đứng sang một bên, nhưng lại chú ý nhiều hơn đến Tiêu Chính Văn. Nhìn kỹ thì người đàn ông này cũng đẹp trai đấy chứ. Hơn nữa y thuật vừa nãy cũng khiến Linh Nhi vô cùng tò mò. Lúc này, Tiêu Chính Văn nói, thưa ông, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông nội tôi từng nói, nếu gặp phải vấn đề gì thì có thể liên hệ với ông. Ông lão gật đầu nói, đúng vậy, cậu nói đi, có chuyện gì vậy? Tôi muốn biết một số tin tức về phái Quang Minh, Tiêu Chính Văn nói. Chương 1074 Lục Tôn Hạo Thiên và Sáng Thế Chủ. Nghe thấy ba chữ phái Quang Minh, ông lão nâng ly trà, khẽ run lên, rồi sau đó cau mày, đậy nắp tách trà. Liếc nhìn Linh Nhi đang đứng một bên quan sát Tiêu Chính Văn, nói, Linh Nhi, cháu ra ngoài trước đi, ông và cậu Tiêu nói vài chuyện. Linh Nhi mím môi, ồ lên một tiếng không vui, xoay người rời khỏi phòng. Sau đó, ông lão mới mở miệng nói, cậu Tiêu, cậu biết được phái Quang Minh từ đâu? Tiêu Chính Văn nói, tình báo của tôi. Ông lão gật đầu, sau đó nói, nếu cậu đã nói như vậy thì lão già này cũng không che giấu cậu nữa. Phái Quang Minh chính là tổ chức mà ông nội cậu đang làm việc. Là một tổ chức đã vượt qua giới thế tục, hầu như rất ít xuất hiện ở giới thế tục. Mà tin tức giới thế tục có liên quan đến phái Quang Minh cũng rất ít. Cho dù hội đồng mạng lưới tình báo ngầm lớn mạnh nhất của Tây Phương cũng không thể tra được tin tức gì của phái Quang Minh. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ông nói đúng, cho nên, tôi đặc biệt nhờ ông chỉ dạy, phái Quang Minh này, rốt cuộc là tổ chức gì? Ông lão gật đầu. Ánh mắt sâu xa, giống như đang nhớ lại chuyện xưa, đáp phái Quang Minh này không phụ thuộc vào quy tắc và khuôn khổ của thế giới, là một tổ chức áp đảo cả quy luật của thế gian. Trong phái Quang Minh có 10 vị cao thủ, được gọi là Thập Tôn Quang Minh. Thấp nhất cũng là cảnh giới Thiên Vương Địa cấp 3 sao. Nghe nói như vậy, mắt Tiêu Chính Văn khẽ giật. Thập Tôn Quang Minh, chẳng lẽ, ông nội cũng là một trong số đó? Vậy ông nội tôi thì sao? Cũng là một vị trong Thập Tôn Quang Minh à, Tiêu Chính Văn nôn nóng hỏi. Ông lão gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, phái Quang Minh nói với bên ngoài chỉ có Thập Tôn Quang Minh, nhưng tôi biết, trên Thập Tôn Quang Minh còn có 6 vị cường giả, được đặt tên là Lục Tôn Hạo Thiên, áp đảo trên cả Thập Tôn Quang Minh, tự xưng là Hạo Thiên. Vãi trưởng, Tiêu Chính Văn không khỏi hít sâu một hơi. Lấy tên gọi là Hạo Thiên, đây là sự tự tin và sức mạnh to lớn dường nào. Mà Lục Tôn Hạo Thiên này còn có thực lực mạnh mẽ hơn, đều là cường giả cảnh giới thiên thần. Ông lão nói, đôi mắt sáng rực như bắn ra lửa. Những lời này khiến cả người Tiêu Chính Văn run rẩy. Lục Tôn Hạo Thiên đều là cường giả cảnh giới thiên thần sao? Quả kinh khủng. Dưới cảnh giới thiên thần thì tất cả đều là con kiến hôi, đây không phải lời nói đùa. Dựa theo mảnh giấy cũ ghi lại trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Chỉ một cường giả thiên thần đã đủ để hủy diệt lãnh thổ vạn dặm. Sự phẫn nộ của thiên thần tựa như trời phạt, chẳng khác gì ngày tận thế.
Mà phái Quang Minh này lại có tới 6 vị cường giả cảnh giới thiên thần, thật sự quá khủng khiếp. Từ bao giờ mà cường giả cảnh giới thiên thần lại nhiều đến thế? Tiêu Chính Văn cau mày. Ông à, ý của ông là ông nội tôi chính là một trong lục tôn hạo thiên, Tiêu Chính Văn hỏi. Ông lão gật đầu, nói, không sai. Năm đó ông nội cậu gia nhập phái Quang Minh, một mình đấu với thập tôn Quang Minh mà toàn thắng, lúc này mới có tư cách trở thành một trong lục tôn hạo thiên. Ông nội cậu là một sự tồn tại vô địch trước nay chưa từng có. Rốt cuộc ông ấy mạnh nhường nào thì tôi không biết, nhưng tôi từng tận mắt nhìn thấy ông ấy đánh bại một vị Quang Minh cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao chỉ với một đòn đánh. Thậm chí, ngay cả sáng thế chủ của phái Quang Minh cũng rất tôn kính ông nội cậu. Sáng thế chủ, Tiêu Chính Văn nắm bắt được tin tức nhạy cảm. Ông lão gật đầu, nói, trên lục tôn hạo thiên, còn có một người tự xưng là sáng thế chủ, mà người này chưa bao giờ xuất hiện ở thế gian, cũng chưa từng để lộ ra dung mạo. Ông ta là người đứng đầu của phái Quang Minh, tự xưng là sáng thế chủ, đủ để thấy thực lực của người này mạnh mẽ đến nhường nào. Ông nội cậu và vị sáng thế chủ kia đã từng có duyên gặp gỡ một lần từ rất rất lâu rồi. Ông nội cậu có đánh giá rất cao về ông ta, thực lực trên cả ông nội cậu, rất có thể là một cường giả nhân vương. Cái gì? Cường giả nhân vương? Giờ phút này, Tiêu Chính Văn vô cùng kinh hãi. Dựa theo giải thích lần trước của ông nội, cường giả nhân vương chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngàn năm qua, người có thể đạt tới cảnh giới cường giả nhân vương đều là những bậc hiền triết. Ngay cả cường giả thiên thần đứng trước mặt cường giả nhân vương cũng chẳng đáng sợ là bao. Chương 1075 một cảnh giới mơ hồ biết bao. Sáng thế chủ của phái Quang Minh lại là cường giả nhân vương. Mạnh hơn cả cường giả thiên thần. Đây là chuyện khủng khiếp đến mức nào? Sự tồn tại như vậy có thể tạo mưa tạo gió chỉ bằng một cái trở tay ở thế giới này. Chỉ cần cụ ta muốn, bất kỳ thế lực nào cũng không phải là đối thủ của cụ ta. Trên mặt Tiêu Chính Văn đầy vẻ hoảng sợ, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Nhân vương, một cảnh giới mơ hồ biết bao. Ông nội tôi nói vậy thật sao, Tiêu Chính Văn hỏi. Ông lão gật đầu đáp, không sai. Ban đầu, ông nội cậu quả thực đã nói như vậy, thực lực của đối phương không thấp hơn ông ấy, rất có thể đã bước thêm một bước nữa, đạt tới cảnh giới nhân vương. Tiêu Chính Văn gật đầu, cau mày. Phái Quang Minh này thật đúng là không hề nhỏ, khó mà tưởng tượng nổi. Không nói đến việc có nhiều cường giả thiên vương, tổ chức này còn có tận 6 vị cường giả thiên thần. Thậm chí còn có nhân vương. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Tiêu Chính Văn. Ông nội tham gia vào tổ chức này, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ, là vì tìm di tích của Long tộc? Thưa ông, xin hỏi ông và ông nội tôi có quan hệ thế nào? Vì sao ông lại hiểu biết nhiều về phái Quang Minh như vậy? Tiêu Chính Văn hỏi dò. Ông lão cười nói, nhóc con, tôi và ông nội cậu đã từng có một tình bạn chí cốt. Lúc trước, tôi cũng từng là một cường giả thiên vương, chẳng qua, trong một cuộc giao đấu đã bị người đánh trọng thương, không chỉ dứt được gốc rễ của bệnh, thực lực từ đó cũng thụt lùi, đến hôm nay đã trở thành một người bình thường. Ông nội cậu đã chăm sóc tôi, tìm cho lão già tôi một nơi như thế này để dưỡng già. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn vội vàng đứng dậy, gặp người 90 độ, vừa nãy cháu thất lễ rồi ạ. Ông lão mỉm cười đỡ Tiêu Chính Văn dậy rồi đáp, đừng, đừng. Cháu gọi ông một tiếng ông Liễu là được rồi, con bé vừa nãy là cháu gái ông tên Liễu Linh Nhi. Từ nhỏ đã tinh nghịch, tính tình trẻ con, cháu đừng để bụng. Tiêu Chính Văn cũng cười nói, không đâu ạ. Ông Liễu, Linh Nhi còn nhỏ tuổi, ham vui chút thôi. Tiếp đó, hai người tán gẫu mấy câu, Tiêu Chính Văn đứng dậy, chào tạm biệt ông Liễu. Vừa ra khỏi cửa hàng thuốc, Liễu Linh Nhi đã nhảy từ bên cạnh ra ngoài một cách nghịch ngợm, muốn hù dọa Tiêu Chính Văn nhưng thấy Tiêu Chính Văn không nhúc nhích, nhất thời vẻ mặt như đưa đám, nói thật nhàm chán. Anh chả thú vị gì cả. Tiêu Chính Văn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Sau đó, Liễu Linh Nhi lại xích tới gần, nắm lấy tay Tiêu Chính Văn, vẻ mặt tò mò tràn đầy nhiệt tình, anh trai ơi, anh mới nói chuyện gì với ông nội tôi thế? Phái Quang Minh là gì, Lục Tôn Hạo Thiên là gì? Cả nhân vương nữa, đó là gì? Tiêu Chính Văn nghiêng đầu, nhìn Liễu Linh Nhi chớp đôi mắt to, mặt đầy vẻ tò mò, anh cũng ngơ ngác không biết phải làm sao.
Cô nhóc này còn ngồi góc tường nghe lén. Tiêu Chính Văn thở dài, nói, không có gì, ngoan ngoãn nghe lời ông nội cô đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhấc chân rời đi. Liễu Linh Nhi cau đôi mày lá liễu xinh đẹp, lẩm bẩm, anh còn muốn quản lý bà đây à? Hừ, Tiêu Chính Văn mới đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đen lao tới trước mặt. Rầm rập, cửa xe mở ra, 7-8 tên côn đồ mặc quần áo đủ màu sặc sỡ, theo sau hai gã đàn ông mặc vest đen, đứng ở cửa hô hoán, ông Liễu, thời hạn đến rồi, nên chuyển đi rồi nhỉ. Hôm nay các người vẫn không chịu dọn đi thì đừng trách bọn tôi tìm người đập phá cửa hàng này của ông. Chương 1076, cút. Đám người này rầm rộ bao vây trước cổng cửa hàng thuốc. Liễu Linh Nhi lập tức lao ra, tay chống nạnh, chỉ vào bọn chúng rồi hét lớn, tại sao các người lại đến nữa rồi? Chúng tôi đã nói là không chuyển đi, nơi này là nhà của tôi. Nếu các người vẫn không đi khỏi đây thì tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông dẫn đầu mặc bộ vest màu đen, đeo kính râm, thân hình vạm vỡ. Lúc này, hắn tháo kính râm xuống, khuôn mặt với nụ cười râm đáng liếc nhìn từ đầu đến chân Liễu Linh Nhi rồi mỉm cười nói, cô bé, có chắc chắn là cô muốn báo cảnh sát không? Tôi nói thật cho cô biết nhé, hôm nay các người dù không muốn chuyển đi cũng phải chuyển đi. Sếp Phương của chúng tôi đã mua đứt chỗ này rồi. Đây là hợp đồng, cầm về đưa cho ông nội cô xem đi. Người đàn ông đó vừa nói vừa ném một tài liệu cho Liễu Linh Nhi. Liễu Linh Nhi liếc mắt nhìn, nhưng khi nhìn thấy số tiền 500.000 tệ, cô ấy lập tức nổi giận quát lớn, 500.000 tệ sao? Anh muốn mua cửa hàng thuốc này với số tiền 500.000 tệ ư? Các người làm như vậy là cưỡng ép mua bán, chúng tôi nhất định sẽ không đồng ý. Người đàn ông đeo kính râm cười ha ha, hắn vừa lau kính râm vừa nói, 500.000 tệ là nhiều rồi. Cô cũng không thử đi hỏi thăm xem, sếp Phương của chúng tôi là ai. Mấy nhà khác chỉ có 300.000 tệ thôi. Nếu không phải thấy ông nội cô đã lớn tuổi thì sếp Phương của chúng tôi sẽ không nhân từ như vậy đâu. À, sếp Phương của chúng tôi còn nói, chỉ cần cô đi theo chúng tôi, làm bồ nhí của ông ấy, giá cả có thể tăng gấp đôi, 1.000.000 tệ. Cô thấy sao? Đột nhiên, người đàn ông đeo kính râm nhìn Liễu Linh Nhi bằng ánh mắt dâm đãng. Liễu Linh Nhi tức giận đến mức mắng chửi, các người, thật quá vô liêm sỉ. Chúng tôi nhất định sẽ không chuyển đi đâu. Dứt lời, Liễu Linh Nhi giơ tay định đấm mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông đeo kính râm. Tuy nhiên, hai tên đàn em mặc áo hoa sau lưng hắn lập tức lao tới, một trái một phải, giữ chặt lấy Liễu Linh Nhi. À, các người mau thả tôi ra, ông nội ơi, ông nội. Suy cho cùng Liễu Linh Nhi cũng chỉ là một cô gái, sao có thể là đối thủ của mấy người đàn ông cường tráng này, lúc đó cô đã dễ dàng bị giữ chặt, chỉ có thể liều mạng hét lên. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm mỉm cười bước tới bên cạnh Liễu Linh Nhi, hắn giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Linh Nhi và nói, chà chà, thật là xinh đẹp. Tuy nhiên, bốp, bàn tay của người đàn ông đeo kính râm vẫn chưa kịp chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Linh Nhi thì đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy giữa không trung. Trong chớp mắt, người đàn ông đeo kính râm quay đầu lại, tức giận gầm lên, mẹ kiếp. Là thằng chó nào, mau thả ra. Lúc này, Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt xa sầm, anh liếc nhìn Liễu Linh Nhi rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Liễu Linh Nhi sốt ruột đến mức sắp khóc, cô hét lên, anh Tiêu. Bọn chúng là người của bất động sản Tam Phong, chúng muốn phá dỡ phố trung dược của chúng tôi với số tiền 300.000 tệ. Rất nhiều hàng xóm trong khu phố vì không đồng ý nên đã bị bọn chúng đánh bị thương phải nhập viện rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, anh không ngờ thời buổi này mà những chuyện ép buộc phá dỡ như vậy vẫn xảy ra. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm đang bị Tiêu Chính Văn giữ chặt cổ tay cũng nổi giận gầm lên, nhìn cái gì mà nhìn. Mau xông lên cho tao, giết chết thằng nhóc thối tha thích lo chuyện bao đồng này đi. Trong tích tắc, ba tên đàn em liền tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng, bịch bịch mấy tiếng, trước con mắt chứng kiến của người đàn ông đeo kính râm và Liễu Linh Nhi, mấy tên đàn em đang tung nắm đấm kia bỗng bay ngược ra ngoài, sau mấy tiếng bịch bịch, bọn chúng đều ngã rạp xuống đất, tay ôm lấy bụng, miệng đầy máu tươi, không bò dậy được nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, người đàn ông đeo kính râm trở nên hoảng sợ, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên và kinh hãi.
Tiêu Chính Văn vẫn đang siết chặt cổ tay của người đàn ông đeo kính râm, anh chỉ hơi dùng sức, rắc một tiếng, cổ tay của hắn đã bị anh bóp gãy. Tay của tôi, tay của tôi. Người đàn ông đeo kính râm kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức quỳ gối xuống đất và hét lên, đại ca, ông lớn, xin hãy tha mạng, chúng tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Cút. Chương 1077 xin chào sếp Phương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát lên, rồi giơ chân đá bay người đàn ông đeo kính râm ra ngoài. Người đàn ông đeo kính râm hét lên mấy tiếng, lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó mới ôm bụng, phun ra một ngụm máu, hắn vội vàng bò dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn từ xa, rồi hét lên với vẻ mặt dữ tợn, thằng nhóc. Mày hãy đợi đấy, dám đắc tội bất động sản Tam Phong, mày hãy đợi mà xem. Nói xong, người đàn ông đeo kính râm lập tức dẫn theo mấy tên thuộc hạ vẫn còn cử động được chui vào trong xe, rồi chạy nhanh như một làn khói. Lúc này, Liễu Linh Nhi chạy đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, cô ấy hét lên với vẻ mặt đầy sợ hãi và căng thẳng, anh Tiêu, anh mau đi đi, bất động sản Tam Phong đó không phải là loại tốt lành gì, có thế lực khá lớn ở Giang Trung, nếu đắc tội với bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tiêu Chính Văn bật cười. Sờ cái đầu nhỏ của Liễu Linh Nhi, nói, không sao, tôi sẽ thay mấy người giải quyết bọn chúng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn kéo một chiếc ghế dựa rồi cứ như vậy ngồi ngay trước cửa, anh nhắm mắt lại, đồng thời trong đầu anh vẫn đang hồi tưởng về nội dung của mảnh giấy cũ cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Nhìn Tiêu Chính Văn ngồi ở trước cửa như vậy, Liễu Linh Nhi sốt ruột không thôi. Lúc này, ông Liễu cũng bước ra khỏi cửa hàng, nhìn mấy tên côn đồ đã ngất lịm trên mặt đất. Cụ ấy không khỏi sửng sốt. Linh Nhi, chuyện này là thế nào? Ông Liễu hỏi với vẻ lo lắng. Liễu Linh Nhi kể tường tận những chuyện vừa xảy ra cho ông Liễu. Ông Liễu nghe xong cũng bất lực lắc đầu, cụ ấy bước đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhóc nhà họ Tiêu này, hay là cháu cứ rời khỏi đây trước đi đã. Thế lực đằng sau của bất động sản Tam Phong này thật sự không hề đơn giản, ngộ nhỡ gây ra rắc rối gì, sẽ không tốt cho cháu đâu. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, nói, ông Liễu, ông cứ yên tâm, chuyện này cứ để cháu xử lý. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bình tĩnh như vậy, ông Liễu cũng không biết nên nói gì nữa. Chưa đầy 5 phút sau, trên đường phố, mười mấy chiếc xe con, xe van màu đen lao đến như vũ bão. Cạch cạch cạch, cửa xe mở ra. 40-50 tên côn đồ tay cầm dùi cui và dao dựa nhảy ra khỏi xe, mặt mũi tên nào tên nấy đều bặm trợn. Lửa giận đùng đùng. Có đến 7-8 vệ sĩ đang vây quanh chiếc Mercedes Maybach màu đen đang đậu ở phía trước. Lúc này, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên miệng ngậm điếu xì gà dáng người hơi mập mạp trong bộ vest màu xanh bước xuống khỏi xe. Xin chào sếp Phương. Người đàn ông trung niên vừa xuống xe, 40-50 người xung quanh đều lễ phép khom lưng, hô to. Cảnh tượng này đã khiến các cửa hàng thuốc khác ở xung quanh sợ hãi đến mức đóng hết cửa lại. Ông Liễu, Liễu Linh Nhi và cậu nhân viên trong cửa hàng đều sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Chính Văn. Thực ra, chỉ có Liễu Linh Nhi và cậu nhân viên đó sợ hãi. Ông Liễu không hề sợ, mà chỉ lắc đầu thở dài liên tục. Dù sao thì cụ ấy cũng từng là một cường giả thiên vương, có cảnh tượng nào mà cụ ấy chưa từng thấy chứ? Cụ ấy đã từng lăn lộn trên chiến trường với thiên binh vạn mã, 40-50 người trước mắt này hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Chỉ tiếc là bây giờ thực lực của ông Liễu đã suy thoái, cụ ấy đã trở thành một ông lão bình thường, cho nên có rất nhiều chuyện, cụ ấy cũng bất lực hết cách. Lúc này, người đàn ông trung niên mặc vest đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Người đàn ông đeo kính râm lúc nãy từ sau lưng ông ta lao ra, chỉ vào Tiêu Chính Văn và hét lên, sếp Phương. Chính là thằng nhóc này. Hắn đã đánh bị thương mấy anh em bọn em. Sếp nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn em. Chương 1078 đúng vào ông thì sẽ thế nào? Sếp Phương gật đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, nói, này cậu bạn, cậu muốn ra mặt giúp bọn họ sao? Cậu có biết đắc tội với người của Vương Chấn tôi thì không phải chết cũng bị tàn phế không? Cậu muốn chọn cái nào? Vừa nói, khóe môi Vương Chấn vừa nở nụ cười lạnh lùng. Ông ta thấy mặt của Tiêu Chính Văn rất lạ. Lúc này, Tiêu Chính Văn hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vương Chấn, bình tĩnh nói, tôi cho ông hai lựa chọn, một là bồi thường cho cư dân ở đây theo giá thị trường,
nếu bọn họ không muốn phá bỏ thì các người không được ép bọn họ. Hai là bất động sản Tam Phong sẽ biến mất khỏi đất Giang Trung. Vãi trưởng, 40, 50 tên ác ôn xung quanh nghe thấy Tiêu Chính Văn nói vậy liền hít sâu một hơi. Giọng điệu kiêu ngạo quá nhỉ. Từ khi nào mà có người dám nói chuyện với xếp Vương của bất động sản Tam Phong như vậy chứ? Vương Trấn cũng xa sầm mặt mày, chế nhạo Tiêu Chính Văn, nhãi danh, cậu cũng ngông cuồng quá đấy. Tôi thích tính cách này của cậu. Vương Trấn, tôi rất quý trọng nhân tài, cậu về làm việc cho tôi, một tháng tôi cho cậu 100.000 tệ. Cậu thấy thế nào? Tiêu Chính Văn lắc đầu, ông không đủ tư cách bảo tôi làm việc cho ông. Thằng nhãi, mày muốn chết à? Sao dám nói chuyện với xếp Phương như vậy hả? Mẹ nó, tên khốn này hung hăng quá. Xếp Phương, để em thay anh dạy cho hắn một bài học. Em nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống xin lỗi anh. Nói xong, một gã đàn ông cường tráng vặn vẹo cổ, tay cầm con dao dựa sáng loáng, chỉ vào Tiêu Chính Văn, gầm lên, thằng nhãi. Mày vừa đưa ra hai sự lựa chọn cho xếp Phương, vậy thì ông đây cũng sẽ cho mày hai sự lựa chọn. Một là quỳ xuống dập đầu xin lỗi xếp Phương, hai là ông đây sẽ chặt đứt chân tay mày. Ha ha! Gã đàn ông cường tráng kia vừa nói xong, tất cả những người xung quanh liền bật cười. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn gã đàn ông cường tráng trước mắt, cười khẩy nói, vậy nếu tôi đều không đồng ý thì sao? Gã đàn ông cường tráng kia đột nhiên gầm lên, không đồng ý sao à? Vậy thì tao sẽ chém chết mày. Nói xong, gã đó giơ dao lên, lao về phía Tiêu Chính Văn. Thấy vậy, Liễu Linh Nhi đứng bên cạnh sợ hãi trợn tròn mắt, che miệng hét lên, anh Tiêu, cẩn thận. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn ngồi trên ghế, bình thản nhìn gã đàn ông kia vung dao về phía mình. Rầm. Trong phút chốc, một bóng người bay ngược ra, xô ngã 7-8 người bên ngoài, sau đó ngã xuống đất. Ngực lún xuống, máu trào ra từ miệng, chết ngay tại chỗ. Ôi! Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy Tiêu Chính Văn ra tay như thế nào thì gã cầm dao kia đã bay ra, chết ngay lập tức. Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu, liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả Vương Trấn cũng nhíu mày, nhìn tên đàn em nằm trong vũng máu. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi. Mày dám giết người của tao thì chỉ có con đường chết. Anh em xông lên đánh tàn phế hắn cho tao. Không được để hắn chết, tao phải từ từ hành hạ hắn. Vừa dứt lời, mấy chục tên côn đồ kia đồng loạt lao về phía Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, chạy đi. Liễu Linh Nhi đứng một bên hét lớn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không hề sợ hãi. Tiêu Chính Văn có thể giết chết đám côn đồ này trong giây lát. Bùm! Trên người Tiêu Chính Văn phát ra một luồng khí thế ngập trời. Chỉ vậy thôi cũng đã đánh bay 10 tên côn đồ dẫn đầu xông lên. Chương 1079 bây giờ gọi điện cho chú của ông đi. Bọn chúng thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ cảm thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đột nhiên bùng phát một luồng khí đáng sợ, sau đó bọn chúng bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này thực sự khiến nhiều người khiếp sợ. Lúc bọn chúng còn đang ngây người thì Tiêu Chính Văn đã đi đến, giống như bạo chúa đội lốt người. Một cú đá đã đá bay 7-8 người. Một cú đấm đã đấm bay 8-9 người. Vừa đối mặt, mấy chục tên đàn em của Vương Trấn đều đã ngã xuống đất, không thể bò dậy nổi nữa. Lúc này, Vương Trấn đã hoảng sợ, hai chân run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông ta lặng lẽ nhìn Tiêu Chính Văn đi về phía mình. Lúc này, ông ta cảm thấy Tiêu Chính Văn giống như thần chết, quá đáng sợ. Đặc biệt là khí thế trên người Tiêu Chính Văn, khiến ông ta bất giác rùng mình. Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, đừng tưởng mày biết vài chiêu võ thì tao sẽ sợ mày. Tao là Vương Trấn đấy. Chú tao là phó chủ tịch thành phố Giang Trung. Nếu mày dám động đến tao thì mày chết chắc. Lúc này, Vương Trấn đã vô cùng hoảng sợ, lập tức nhắc đến danh tiếng của chú mình. Phó chủ tịch thành phố Giang Trung xem ra cũng là chức to đấy. Người bình thường nghe thấy điều này chắc sẽ quỳ xuống ngay. Cũng chính vì mối quan hệ này mà công ty bất động sản của Vương Trấn mới có thể lớn mạnh như vậy. Nhưng Tiêu Chính Văn nghe xong liền cười nhạt, nói, Phó Chủ tịch thành phố Giang Trung ư. Vậy thì tôi càng muốn xem thử tôi động đến ông thì ông ta sẽ thế nào. Nói xong,
Tiêu Chính Văn bước lên, đá thẳng vào ngực Vương Chấn. Vương Chấn bay lên, sau đó ngã rầm xuống đất. Lúc này, Vương Chấn cảm thấy lồng ngực gãy mấy cái xương, miệng phun ra máu, nằm trên đất, không thể bò dậy nổi. Tiêu Chính Văn đồng thời đạp mạnh vào mặt Vương Chấn, dẫm mạnh xuống đất. Những viên gạch xanh trên đất rạn nứt. Nửa khuôn mặt của Vương Chấn dần lún xuống đống gạch vỡ, đau đớn kêu thảm thiết, a a a. Mày dám đối xử với tao như vậy, chú tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Bộp. Tiêu Chính Văn ném điện thoại xuống đất, lạnh lùng nói, bây giờ gọi điện cho chú của ông đi. Vương Chấn nhìn thấy điện thoại, mắt liền sáng lên, vội vàng cầm điện thoại lên, hét lớn, mày chết chắc rồi. Nói xong, ông ta bấm số gọi, kêu la thảm thiết, chú hai, mau tới cứu cháu. Cháu bị đánh, ở phố Trung Dược, chú dẫn theo nhiều người đến đi, đối phương hơi khó xử lý. Bên kia điện thoại, Vương Khôn đang trong cuộc họp cấp cao thành phố, nhận được điện thoại của cháu trai, liền nhíu mày lạnh lùng nói, cái gì? Ai dám to gan động đến người nhà họ Vương? Chú sẽ đến ngay. Nói xong, Vương Khôn cúp điện thoại, sa sầm mặt mày, tức giận gọi điện cho cục trưởng của phân cục phố Trung Dược, mắng chửi, Lý Hưng Nghiệp. Ông giỏi lắm, ông quản lý phân khu thế nào vậy? Ông còn muốn làm cục trưởng phân khu không hả? Bên kia điện thoại, Lý Hưng Nghiệp đang giải quyết chuyện trong phân khu nhận được cú điện thoại này của Vương Khôn, liền vội vàng cười nói, Phó Chủ tịch Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông tức giận đến vậy? Hừ! Vương Khôn lạnh lùng hừ một tiếng, quát lớn, cháu trai tôi ở phân khu của ông bị một tên hung ác đánh sắp chết rồi. Bây giờ đang ở phố Trung Dược, tôi không cần biết ông giải quyết thế nào, bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó. Nói xong, Vương Khôn cúp máy, gọi thư ký sắp xếp, rồi lái xe đến phố Trung Dược. Chương 1080 rắn chuột một ổ. Ở bên này, Lý Hưng Nghiệp cũng vô cùng phẫn nộ. Tên côn đồ nào là lại dám đánh cháu trai của phó chủ tịch thành phố Vương? Việc này chẳng khác nào xúc phạm người có quyền có thế cả. Quan trọng hơn là còn ngay tại khu vực mình quản lý. Lý Hưng Nghiệp tức giận đến mức run rẩy. Ông ta vừa tắt điện thoại đã xông ngay vào phòng làm việc, giận dữ hét lên với nhân viên tuần tra khu vực bên ngoài chỗ làm việc, mang theo súng tới ngay phố Trung Dược cho tôi. Ngay lập tức, 7-8 chiếc xe tuần tra nhấp nháy đèn, phát còi báo động, phi ra ngoài phân cục, chạy thẳng tới phố Trung Dược. Lúc này bên phố Trung Dược, Vương Chấn mới bò dậy từ dưới đất, ôm lấy ngực, thở hổn hển mang theo mùi máu tươi. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn một cách dữ tợn nói, thằng nhãi. Mày tới số rồi, lát nữa, chú tao tới, mày nhất định sẽ không chạy thoát. Tao không chỉ bắt mày quỳ dưới chân tao đây dập đầu xin lỗi, tao còn khiến mày phải tan cửa nát nhà. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vương Chấn mới bỏ dậy, cười nhạt nói, ồn ào quá. Nằm xuống tiếp đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay, mấy cây kim châm trong lòng bàn tay bay vụt ra, cắm thẳng vào đầu gối của Vương Chấn, sau đó lại quay về trên tay Tiêu Chính Văn. Vụt một tiếng, Vương Chấn cảm thấy đầu gối tê dần, cả người lập tức ngã xuống đất. Trong giây phút ấy Vương Chấn phát hiện hai chân của mình hoàn toàn mất đi cảm giác. Mày làm gì tao? Chân của tao. Vương Chấn nằm dưới đất, thảm thiết kêu la. Còn Tiêu Chính Văn từ trên cao lạnh lùng nhìn Vương Chấn, loại người như mày, chỉ phế đi hai chân thì cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Ở bên cạnh, vẻ mặt Liễu Linh Nhi tràn đầy kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Tiêu Chính Văn tràn đầy khí phách, hai mắt mở to ngưỡng mộ. Quá ngầu! Anh Tiêu Chính là thần tượng mình sùng bái. Ông nội, anh ấy là ai vậy? Ngay cả Vương Chấn mà cũng dám đánh sao? Liễu Linh Nhi hỏi nhỏ. Ông Liễu thở dài nói, người không nên hỏi thì đừng hỏi. Hai người đang nói chuyện thì ở đầu đường đột nhiên có 7-8 chiếc xe cảnh sát xông tới. Cửa xe vừa mở, mười mấy cảnh sát tuần tra nhảy xuống xe, dẫn đầu là Lý Hưng Nghiệp, trên người bừng bừng lửa giận. Lúc này, Vương Chấn nhìn thấy Lý Hưng Nghiệp tới liền gào khóc hét lớn, cục trưởng Lý, cứu tôi! Cứu tôi! Lý Hưng Nghiệp từ xa nhìn thấy Vương Chấn nằm dưới đất đã bị dọa sợ đổ mồ hôi hạt, vội vàng chạy tới hô lên, sếp Vương, cậu bị sao vậy? Mấy người các cậu, còn không nhanh đỡ sếp Vương dậy. Lý Hưng Nghiệp ra lệnh cho cấp dưới của mình. Ngay sau đó có hai người cảnh sát tuần tra đỡ Vương Chấn đứng dậy,
nhưng hai chân Vương Chấn vẫn tê cứng, hoàn toàn không thể đứng vững, chỉ có thể bám vào hai người cảnh sát, gắng gượng đứng dậy. Tiếp đó, Vương Chấn hung tợn chỉ vào Tiêu Chính Văn gào lớn, cục trưởng Lý. Chính là thằng nhãi con này, ông nhất định phải bắt nó lại, trừng trị nghiêm khắc. Lý Hưng Nghiệp lúc này mới quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng phía trước. Lần đầu tiên nhìn Tiêu Chính Văn, ông ta đã cảm thấy hơi quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra ngay lập tức. Vì vậy Lý Hưng Nghiệp cũng dứt khoát không nghĩ nhiều, sắc mặt tối sầm lại, chất vấn Tiêu Chính Văn, là cậu ra tay đánh bị thương người ta sao? Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn Lý Hưng Nghiệp rồi nói, là tôi. Hừ, còn kiêu ngạo như vậy, người đâu, bắt cậu ta lại, giải đi. Lý Hưng Nghiệp phất tay định bắt Tiêu Chính Văn đưa đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.